Vâng, tiếp tục là một thông tin y tế khác. Không may mắn có được một cơ thể khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác ở cùng trang lứa. Cuộc sống của một cậu bé 8 tuổi người Bangladesh trong câu chuyện sau đây là một chuỗi những ngày đau đớn và chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Bởi vì ngay từ khi mới sinh ra, cậu bé đáng thương đã mắc phải một hội chứng hiếm gặp khiến cho cơ thể của em đang ngày một hóa đá. Mehendi Hassan là con thứ ba trong một gia đình nghèo ở một ngôi làng phía bắc của Bangladesh. Ngay từ khi mới 12 ngày tuổi, cơ thể của cậu bé đã xuất hiện những nốt phát ban đỏ. Sau đó, các nốt này cứ ngày một lan dần ra khắp cơ thể. 3 tháng sau thì vùng da phát ban dần trở nên dày, cứng và xuất hiện những lớp vảy. Dù đã nỗ lực chạy chữa nhưng mà cho tới giờ căn bệnh của em thậm chí lại càng trở nên tệ hơn. Trong suốt 8 năm thì Mehendi luôn phải ở trong nhà bởi chỉ cần cơ thể em chạm vào vật gì hay là chạm vào ai đó thì sẽ phải hứng chịu một cơn đau vô cùng khủng khiếp. Không chỉ vậy, mọi người xung quanh cũng vì thế mà xa lánh kỳ thị cậu bé đáng thương này. Dù phải đối mặt với nhiều chỉ trích và điều tiếng từ những người xung quanh nhưng mà cha mẹ của Mehendi thì vẫn không ngừng cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và chính phủ để cứu chữa cho đứa con tội nghiệp của họ.